Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong ở cái phần lý thuyết của cái bài 1, thầy nói cái bài 18. Cứ hay mồm mà viên quen mồm mà cứ bảo là bài số 1 ha. Bài 18 thôi nè. Và chúng ta đã nắm được các cái tính chất của cái hình tam giác đều, hình vuông và hình lục giác đều rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ làm cho em phần bài tập em nhé. Học hình thì nói chung nó hơi chán hơn so học đại em. Chung là chúng ta phải vẽ hình này, phải nhìn được hình nó có những tính chất gì, và từ đó thì chúng ta mới làm được bài tập được, được chưa? Ta đi sang phần cái bài đầu tiên là 4.1. Hãy kể tên một số vật dụng này, họa tiết, công trình kiến trúc, có hình ảnh của hình tam giác đều này, hình vuông, hình lục giác đều. À, về tam giác đều. Tam giác đều thì các em thấy ví dụ gì? Ví dụ như là cái biển báo giao thông, không? Biển báo giao thông, được chưa? Hoặc là giá đựng sách, vân vân. Hình vuông thì chúng ta thấy ví dụ như là khuôn bánh chưng. Biết bánh chưng không? Tết thì hay gói bánh chưng nghe, bánh chưng bánh dày rồi đấy. Gạch gạch lát nền, chỗ thầy gọi là gạch men đấy em, không? Hay là khung cửa sổ, vân vân, được chưa? Đồng hồ gì đấy. Hình lục giác đều, hình lục giác đều ví dụ như là tổ ong hoặc là hộp bánh, mái đền, mái đền hoặc là gạch lát nền, tùy, được chưa? Cái mái đền này sợ các em không biết thôi bỏ cái này đi, nó cái nào chắc đây, ba cái này cho thầy vân vân này, được chưa? Chứ không bảo chừng em biết mái đền là cái gì. Bình. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu 4.2 nha. 4.2. Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2 cm. Rồi, hãy sẽ vẽ em xem. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ dùng thước ta vẽ đường thẳng AB bằng 2 cm. Thấy 2 cm đây không? Đó. Đúng 2 cm chưa? Sau đó thầy sẽ không chọn cái ok mà thầy sẽ sử dụng cái cách thứ hai của thầy hôm trước bày em, đó chính là sử dụng cơm ba vẽ cái cung tròn ha, vẽ cung tròn đây. Nhớ cái đầu mũi kim là phải chung này, vì thầy bây giờ thầy sẽ vẽ cung tròn tâm A này, bán kính là 2 cm thì cái đầu mũi này, đồng bút, cái bút này nó sẽ trùng với B này. Chúng ta vẽ trên đây một cung tròn, đó, thấy chưa? Sau đó ở đây chúng ta là sẽ là cung tròn tâm B, bán kính cũng là 2 cm này, thấy chưa? Sau đó chúng ta ngoặt lên đây. Như vậy hai cung tròn này cách nhau tại đâu thì đó chính là C. Ta cần tìm. Vậy thôi. Còn cách vẽ thì ở trong cái tiết lý thuyết ở tiết 1 thầy đã trình bày chi tiết cho các em rồi. Như vậy thì đoạn 2 cm và đoạn này cũng 2 cm xong. Vẽ cung tròn phải vẽ bằng cơm ba cho các em, không vẽ đường chéo này, vẽ thước thẳng 2 cm được nha. Hiểu chưa? Ta sẽ đi sang ở cái câu 4.3 nghe. 4.3. Đây yêu cầu cái gì đây nghe? Thầy gấp cái tờ giấy lại. Vẽ hình vuông cạnh bằng 5 cm. Hình vuông rất là dễ ha. Không có khó em. Thầy lấy cái thước này là ngắn không này. Đầu tiên thầy cũng sẽ vẽ cái đoạn AB bằng 5 cm đây, thấy 5 cm không?
Đó. Ok chưa? Như vậy vẽ đoạn AB. Bằng 5 cm. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cơ OK. Thấy OK không? Sử dụng OK em nhá. Đây, 5 cm chúng ta sẽ đặt cái cạnh này trùng ở đây. Thấy chưa? Như vậy thì đây ta canh đúng 5 cm thế thôi. Tại vì trên đây nó đã có cái số đo này. Đó, 5 cm thấy chưa? Tiếp tục. Ta chỉ canh bên này. Cũng là 5 cm đây, 5 cm. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nối hàng này lại. Hiểu chưa? Rồi. Thì chúng ta sẽ được hình vuông ở đây là tất cả đều là 5 cm hết. Rồi, xong. Hiểu không ạ? Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu gì đây? 4.4. Cắt và ghép để được một cái hộp có nắp theo hình gợi ý dưới đây. Thì phần này các em sẽ tự làm. Cắt theo cắt giùm thầy cái hình giống như này. Sau đó các em ghép lại này. Ghép cái mảnh này dựng lên, cái này dựng lên, cái này cũng dựng lên, cái này dựng lên. Cái này cũng dựng lên. Nhưng mà cái nắp ở đây là đấy chính là cái phần màu tô này, đây chính là cái phần nắp này. Đó, nắp chúng ta đậy lại. Cái hình dung rồi. Đấy, ví dụ chúng ta dựng lên, dựng lên, dựng lên. Được chưa? Đó, dựng lên hết. Cái nắp đậy lại là cái này này. Cái này tự làm nha. Được không nào? Tự làm. Ta đi sang câu 4.5 nha. 4.5. Có nhiều cách để trang trí một hình vuông, chẳng hạn như hình dưới. Em hãy vẽ một hình vuông trên tờ giấy A4 và trang trí theo cách của mình. Thì cái này cũng đòi hỏi sự sáng tạo của em thôi. Hình vuông thì đây. Hình vuông thì hồi nãy thầy đã vẽ cho em cái cách vẽ hình vuông đây. Em sẽ vẽ em thầy một hình vuông như này. Đúng không? Sau đó các em có thể giờ sao nhỉ? Thử thầy vẽ theo cách trang trí, nghĩa là ở đây tùy theo và đặc biệt cái năng khiếu họa sĩ của em, họa sĩ của em, nghĩa là các em nhìn hồi giờ kiểu dụ những cái miếng gạch men chẳng hạn, gạch lát nên được em mà có họa tiết gì hay hay thì các em trang trí vô. Dù ở đây thầy vẽ hai đường chéo đó, dù ra nhau tại đây, dù thầy sẽ trang trí như này thấy các em thấy đẹp không nha. Rồi đây ví dụ như này vì kiểu giống như các cánh hoa nha. Đó. Thầy thì vị xấu, thầy không... cái gì thầy nói thầy có thế mạnh, có thế mạnh thầy chỉ thế mạnh khoa học tự nhiên thôi với lại toán. Đó. Còn vẽ thì xấu cực kinh khủng nha. Chị ruột của thầy thì là giáo viên dạy hòa nha, là chị vẽ cực kỳ đẹp đẹp luôn, đi thi giáo viên dạy quốc gia nha, ở Đà Nẵng. Còn thầy thì ngược lại vì xấu lạy luôn đấy, ví dụ thế. Thầy gợi ý thôi nha, chứ đừng là cười phụ huynh với các em, đừng cười thầy, đừng bảo mấy họ hạt đậu phộng. Rồi có cái để tham khảo thôi, còn cái này thì phụ thuộc vào cái sự sáng tạo của em, các em càng sáng tạo càng vẽ hình càng đẹp càng tốt, cũng có vấn đề gì đó thôi nè. Ok rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 4.6 nha. Ta đi sang bài 4.6 em. Quan sát hình dưới và chỉ ra ít nhất hai cách để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo gì đây? Để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo của các hình vuông nhỏ nhất. Theo đường chéo của các hình vuông là nhỏ nhất. Nghe trong đây một hình vuông lớn người ta chia thành là mấy hình vuông nhỏ các em? 9 hình vuông nhỏ đúng không? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 này, 9 hình vuông nhỏ. Như thế nào gọi là ngắn nhất em? Đi từ A tới B thì cách ngắn nhất là nó sẽ đi qua ba hình vuông nhỏ. Đó chính là chúng ta sẽ nối hai đường chéo từ A tới B. Đây là cách 1. Cái vị em thấy hình này vô, thầy tận dụng hình này luôn. Đây. Cách 1. Đó, nó sẽ đi đường thẳng nối từ A tới B, nó đi qua đường chéo thứ nhất.
thứ nhất, thứ hai và thứ ba nó sẽ tới B, đi từ A tới B, xuất phát từ A này. Ví dụ con kiến này, coi thầy vẽ con kiến này thấy gớm không? Đấy. Cái râu này, đây là kiến lửa, kiến càng ở đây biết đấy, nó đi từ đây là ngắn nhất nè. Nó còn cách nào ngắn hơn nữa không em? Ừ. Có cách nào không? Cách thứ hai, đây cách một nha, cách một như này được chưa? Cách hai này, nó sẽ đi theo đường này này, đi theo các cái ô này, từ đây qua đây đúng không? Được chưa? Nó sẽ đi qua đây. Được không nào? Sau đó nó sẽ đi qua đây đường chéo này. Đó. Nó sẽ đi qua đây. Để cuối cùng đi đây. Nghĩa là đây. Thầy đánh dấu này đi thiệt nét một là cách 2 nha, cách 2 là cách 2 này. Thầy đánh dấu để em vẽ 2 này, 3 này, 4 này, 5. Được chưa? Là đi từ 1, 2, 3 đến 4 đến 5. Chứ còn cách 1 thì em nói từ A tới B một phát một là xong. Còn cái cách 2 là cái em đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 là tới B. Được chưa? Vậy thôi. Là ngắn nhất á, cái đây là ngắn nhất thứ hai. Ta đi sang ở cái câu 4.7. Lại là một phần thực hành nữa không? Thực hành không em? Gấp và cắt hình tam giác đều từ một tờ giấy hình vuông theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, tờ giấy hình vuông. Tờ giấy hình vuông thì em sẽ như nào? Gấp đôi lại. Đây, em lấy hai cái mép. Cái mép này và cái mép này chúng ta gấp đôi lại này. Em có hiểu không? Thầy sẽ minh họa cho các em. Có cái kéo nha. Trời 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 thằng xíu. Đây em, giả sử một hình vuông như này đúng không? Hình vuông đúng không? Người ta yêu cầu các em gấp đôi này. Gấp đôi nghĩa là gấp cái mép này và mép 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 này. Rồi. Rồi gấp. Gấp để gần mặt màu trắng ở phía bên ngoài khỏi có chữ ấy. Đây. Đấy, thấy chưa? Chúng ta gấp gấp đôi lại, thấy chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ cái mép đây này, cái mép đây. Chúng ta sẽ gấp cho nó trùng với cái mép ở đây. Đây các em, thấy chưa nào? Thấy chưa? Đây. Nhớ là cái em gấp làm sao á. Cái này này, nó là cái trung điểm nha, nghĩa là nó nằm chính giữa đây này. Các em sẽ xác định hai. Đây, đầu tiên ta gấp lại một lần nữa đây. Gấp lại một lần nữa để cho các em tạo cái trung điểm ở đây, thấy chưa? Thấy chưa nào? Sau đó đó, sau tạo trung điểm xong thì em sẽ gấp lại. Đó, ok. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo, ta sẽ cắt cắt theo cái chiều này. Thầy minh họa vậy để chúng ta dễ hình dung thôi, được chưa? Đó. Ta tự làm nha. Ta sẽ đi sang ở cái câu cuối cùng, đó chính là câu 4.8 nha. Câu 4.8 em, người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về 6 ngôi nhà, phải đặt trạm biến áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến 6 ngôi nhà bằng nhau, biết rằng 6 ngôi nhà ở vị trí 6 đỉnh của hình lục giác đều. Thì bây giờ này, cái này rất là dễ thôi. Mà hồi giờ thầy cũng chưa chỉ em cách vẽ hình lục giác đều đúng không? Bây giờ thầy sẽ chỉ em vẽ hình lục giác đều này. Giả sử nha, thầy muốn vẽ cái hình lục giác đều có cạnh ở đây là 3 cm đi. Ví dụ vậy. Đầu tiên nha, em nhìn nè. Thầy sẽ vẽ cái cạnh AB trước, cái đường chéo AB trước bằng 6 cm. Cái đoạn này nghe xem thầy vẽ này, để vẽ hình lục giác đều này. 6 này, 6 thì cái thằng này sẽ chia đôi ra lên sẽ là 3. 3 đúng không? Như vậy ở đây là ô. Đoạn mỗi cái đoạn này sẽ là 3 đúng không? Mỗi đoạn này sẽ là 3. Như vậy thì ở đây thầy muốn vẽ 3 thì thầy vẽ đường tròn tâm ô này. B thấy chưa? Ở đây vẽ bên đây một đường, ở đây một đường, ở đây một đường và ở đây một đường. Đấy, tương tự như vậy A này cũng vậy. Từ ô đây người ta chuyển qua đây, thấy chưa? Đó, các em hiểu không? Rồi từ A này thì chúng ta sẽ vẽ cái đường này,
vẽ đường này khác nhau tại đâu các cái điểm của nó. Chỗ này thì chưa giao nhau ha. Đó. Rồi. Như vậy thì đây là AB, C, D, E, F. Dụ đó, ta sẽ nối lại. Cạnh đây sẽ là 3 cm nha. Đó. Đó chính là một hình lục giác đều. Nhưng mà cạnh đây là 3 cm. Như vậy ở đây 6 ngôi nhà thì phải đặt cái trạm biến áp, đó chính là ở tâm ô này. Ở tâm ô này khi đó là cái ta sẽ nối cái đường chéo. Đó. Đó. Thấy chưa? Cái hình dung là các cái ngôi nhà là các cái đỉnh này. Ok chưa nào? Đấy. Rồi. Như vậy thì game game thầy đây là phải đặt trạm biến áp ở tâm ô ha, hình lục giác đều tạo bởi 6 ngôi nhà là các đỉnh của lục giác đều. Được chưa? Các em hiểu chưa nào? Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em bài 19 các em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi.